À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chuyển sang đến hoạt động số 2 có nội dung như sau: nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu. Thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta có thể biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ. Thế thì trong các cái biểu đồ thì chúng ta cũng đã từng được học ở lớp 6 và trong buổi học ngày hôm nay nữa. Thì lớp 6 chúng ta cũng đã từng được là một tập dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng dãy số liệu hay là bảng số liệu, đúng nào? Hay là biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn, biểu đồ cột kép, vân vân, đúng nào? Và trong buổi học ngày hôm nay chúng ta nhận thấy là chúng ta đang nghiên cứu về biểu đồ đoạn thẳng. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.